cho các bạn phần hạt sạch suy. Thì hôm nay bọn mình quyết định sẽ làm phần 2, làm trái cây. Để trái cây ở đây sẽ có măng cục. Măng cục chứ không phải là cái măng bị cục nha, măng cục. Măng này thì mình sẽ cứa xung quanh vỏ nó, mình cứa ra thì mình ăn cái hạt bên trong. Cháo ớt này thì ra mình dùng để ăn sống mà mình làm xí muội nha mọi người. Đó, xí muội. Đây có được con cái con. Đây chúng ta có chôm chôm. Chôm chôm. À, bạn dám chôm mất chết tim mình à. Chôm. Đây, chôm chôm thì nó khá là ngon. Thì mình thấy là đa số lá ở các vùng châu Á mình nè. Mình chưa bao giờ thấy. Mình chưa bao giờ thấy ở Việt Nam mình chưa bao giờ thấy ở bên Mỹ nước ngoài hết nha. Chỉ ở châu Á mình thôi. Hàng nhập cảnh thì mới có. Nhập khẩu chứ nhập khẩu. Đây là trái lê nè mọi người. Trái lê này thì nó rất là ngon, ăn ngọt nhưng mà chúng ta phải gọt, chúng ta phải gọt vỏ ăn rất là thơm ngọt. Cốc này thì chúng ta sẽ gọt vỏ, còn bạn nào thích ăn mỡ thì cứ để lại, nhưng mà phải rửa sạch, phải rửa cho sạch nha, rồi cắt ra gắp muối ớt, còn không là chấm với muối tôm bọt bọt chảy nước miếng. Đây chúng ta có trái hồng xiêm, còn có nhiều bạn thì gọi đây là trái trái gì mấy đứa? Kiwi. Ở miền Nam mình gọi là sâm bà chê, miền Bắc gọi là trái hồng xiêm. Ta có trái me, me bên Thái nha, là me ngọt hay me chua. Đó, me ngọt này thì ăn không thôi, ngon ngọt. Còn có loại me chua là mình chấm muối ớt ăn ngon lắm. Theo hỏi. Đúng rồi, giỏi tay. Các bạn nào thấy bé Khang này mà giỏi thì các bạn nhớ cho Khang một like. Đó. Còn thương Khang thì subscribe vô nha. Lợi dụng Khang. Đó này thì mình rửa sạch, mình cắt ra, chấm muối ớt, muối tôm. Đó. Curry thì trái này thì nếu như ngọt thì chúng ta ăn không thôi, còn nếu mà nhớ rửa nha. Còn nếu như mà không ngọt chua chua thì chúng ta có thể chấm muối ớt, muối tôm. Đó. Ở đây chúng ta có trái nhãn. Trái nhãn này đúng. Trái nhãn này thì cái vỏ đi ta, cái thịt đó nó rất là ngọt. Nó trắng đục. Đây. Chúng ta đây là táo ta. Đây là táo Việt Nam rồi, táo ta. Thì mình khứa ra thì mình lấy hạt đi, rồi mình lắc với muối ớt rồi á, ăn vô ngon. Ôi, minion, banana, banana là banana. Cái chuối thì ăn vô thấy ngọt, thơm, thì dùng để làm chè, rồi làm bánh, rồi kem. Đúng rồi, kem chuối. Còn các bạn công dụng khác nha mọi người. Thì chuối này thì thường là chuối màu vàng là chuối, còn chuối xanh là chuối chín. Bữa nay cũng là một vàng chuối người ta. Hey, welcome to my world. Ở đây chúng ta có quả táo. Đa số các bạn gọi đây là trái bơm nha. Ok, đúng. Apple. Đúng rồi, apple. Xanh cam. Cam này thì cái vỏ nó rất là cam nha. Cam này là cam apple. Nevo chứ phải Mevo nha, Nevo bên Úc. Đó. Cam này thì nó ngọt, và nó màu cam. Cái vỏ nó màu cam luôn, chứ không phải là bên ngoài màu xanh lá như là cam ở bên mình. Đây cũng là chát bơm luôn nha mọi người. Đó. Đây là kiwi nha mọi người. Kiwi lông lá. Kiwi này ăn nó chua chua, ngọt ngọt. Đó. Bên trong mình nó là có màu xanh. Có nho xanh nha mọi người. Nho xanh dùng để ăn sống, rồi chấm muối ớt, rồi làm xí muội. Ở đây chúng ta có trái trái quất. Trái quất thì thường dùng để làm những món nào nào ngọt ngọt á, thì sẽ có món này làm bánh nè, sữa chua nè. Đó. Đúng rồi, lu gì? Giỏi. Em này giỏi tiếng Anh lắm nha mọi người. Giờ giờ mình sẽ đặt bài đặt khen tiếng Anh. Em biết tên. Ở đây chúng ta có trái chà là. Chà là này thì ở những nơi quốc
nhiều ở Việt ơi ta ở Nhật ở ở những môi trường nhiệt đới nha mọi người. Chắc là này thì mình chưa ăn bao giờ. Các bạn mà có ăn thử đó thì các bạn nhớ nêu cảm nghĩ của mình nhé. Gì? Chắc Thái Lan. Thái Lan là chứ. Chà là, chà là, chà là. Nói chậm vậy. Biết cây chà là không? Học địa lý lớp 6 rồi đó. Đây, đây là cái dừa xiêm cho mọi người. Cái dừa xiêm trắng nõn nè. Uống thì nước nó ngọt. Còn trái thì mình chưa ăn bao giờ. Kem dừa. Kem dừa. À có. Bí Khang thì giỏi trong mấy cái việc ăn uống này lắm nha. Tiếng Anh nữa. Bí Khang giỏi lắm. Thì ai nhận IQ. Quả này cũng là quả chà lèo nha mọi người. Chà lèo hả? Chà lèo. Các bạn, đây chúng ta có những quả dưa hấu xanh à. Dưa hấu này thì mình thích ăn vào mùa hè vì nó ngon ngọt. Đây là dưa hấu của giống Mỹ, nó trồng chỉ xíu. Còn đây chính là dưa hấu ruột đỏ, thì nó hơi dài dài, nó không có tròn như bên đây à. Đây cũng là dưa hấu nha mọi người. Dưa hấu này dưa hấu không hạt. Đây chúng ta có dưa lưới. Bởi vì sao nó tên dưa lưới? Bởi vì nó là dưa lưới. Bởi vì là bên ngoài nó là có mấy cái vần này các bạn ạ. Giống cái lưới. Là lưới thành dưa lưới. Ở đây chúng ta có dưa lưới giống Hà Lan. Nó màu vàng. Thay vì nó màu xanh, nó màu vàng. Giống như cái trắng. Đây, ở đây chúng ta có dưa lưới Uchiha. Uchiha chứ không phải Uchiha nha mọi người. Uchiha. Trái này là trái lạc lá. Ở vậy chúng ta có trái bưởi. Bưởi này là bưởi da xanh. Không bao giờ cũng biết, mình ăn cái này hoài. Ở đây chúng ta có bưởi năm rồi nha cô. Thì ăn này thì mình thấy cái mình chưa ăn bao giờ mà mình theo mình thấy là nó cũng khá ngọt. Ở đây chúng ta có trái xoài. Xoài này là xoài vàng, giống Đà Lạt, dài và chín. Cái này nó rất là ngọt nha. Còn bên đây là xoài giống Đài Loan. Xoài này là ăn nó giòn giòn, ngọt ngọt, ít chua lắm. Xoài tứ quý. Tứ quý thì mình ăn bao giờ mình cũng chưa biết được. Đây chúng ta có kem sạch. Kem sạch thì nhằm ăn khá nhiều nha, dùng để cúng ông địa nữa. Rồi đó, rồi bắt nước rồi ăn. Chanh nhãn thì dùng để làm nước chanh cây. Rồi còn đôi khi là làm món ăn nữa. Dạm chanh cây. Cam xoài nha mọi người. Cam xoài mình cũng chưa ăn bao giờ hết. Đó. Làm ra để uống nước trong mùa hè hết. Đúng, trời ơi giỏi quá. Ổi Đài Loan. Sao có ổi Đài Loan? Cái ổi. Ổi này là ổi Rishikita nha mọi người. Ổi Đài Loan. Đó, ổ này thì mình cắt ra, mình chấm muối ớt, ăn hết sảy luôn. Đây là cắt riêng nè. Chúng ta có bơ sáp loại 1. Đúng rồi, bơ sáp loại 1. Bơ này thì ăn vô nó béo béo, sáp sáp. Đó, dầm với bơ đó. Bơ dầm với bên đường để ăn. Đúng rồi, cái này là dầm với sữa đặc hoặc là đường ăn. Bạn này muốn béo một chống như là ăn thì phải ăn cả hai. Ủa? Cắt qua lấy sao có thể nói xấu ý lăng như vậy? Chúng ta có trái dragon fruit nha mọi người. Trái thanh long. Thanh long. Thanh long. Cái màu hồng đẻ. Màu hồng nó giống như chè với tính của bạn luôn vậy. Thanh long dạ. Cái thanh long này thì tôi mình xin. Đây là thanh long bột đỏ nha mọi người. Đây thanh long bột đỏ. Bên trong nó sẽ có màu đỏ trắng rồi. Ăn vô nó sẽ ngọt, thơm. Nhiều hạt. Chặt đường ăn. Có hả? Có. Vậy bé này mới tìm ra một cái món ăn nữa là chế thanh long dầm sữa nha mọi người. Cho được bữa sữa. Thơm này là thơm long men. Thơm long men. Nhưng mà có nhiều người gọi đây là khóm. Đó. Thơm thì nó có rất nhiều mắt nha. Cắt ra ăn ngọt. Đó. Còn có một cái đôi khi là có những trái khóm cái khóm cái thơm nữa thì dùng để nấu canh chua cũng có nữa.
sinh ra nó đủ đủ. Yêu các cậu không bao giờ là đủ cả. Ế, đu đủ. Đu đủ thì dùng để nấu canh, ăn với lại dập sữa nữa. Dập sữa mình ăn rồi nha. Nó có rất nhiều hạt. Cốc này là cốc ngọt. Cốc này khá cứng nha. Cái cốc này mình dùng để cắt ra, gọt vỏ. Bạn nào thích thì bạn ra vỏ luôn, nhưng mà phải đổ cho mình sạch. Để muối ớt rồi cái gì đó. Hơi vỏ này bên đây thì mình nướng mít nha mọi người. Mít này là mít thái, người ta đã cắt ra rồi nha. Đây là mít thái. Mít thái. Mít thái. Đây là sầu riêng. Các bạn im đi, tôi đang có nổi sầu riêng đó. Sầu riêng thì đây là sầu riêng ri, ri sấu. Ri này thì hồi trước là mẹ mình có bán, mình biết. Rồi ăn thì nó cũng béo béo ngọt ngọt. Ngon đấy. Làm vô cái ca ăn được anh. Là chúng ta có xoài cát chu vàng. Được rồi, bọn mình gọi xoài cát thôi. Xoài cát thì nó vàng vàng nhạt nhạt gì, ăn rất là ngọt. Hôm nay chúng ta có măng cụt. Ăn cùng này thì khỏe mình cũng nói nha mọi người. Đó. Và thì video phần 2 của chúng ta đã kết thúc. Rồi thì nếu các bạn thấy hay các bạn nhớ